cho cả nhà. Đây mình đi lập nhà nha, lập nhà cho bà Dì. Đó này mấy anh em nha. Đây có dọn cúng cho nhà ở nha cả nhà ơi, đất đai rồi cho nhà ở nè. Đây dịch nha. Gạo muối cho khường lễ nè. Đây là trong gia đình không nha. Rồi nè. Đỡ rung nha. Đây là đồ ăn đồ uống của bà ra nha cả nhà. Rút giá để đây ha, có tay có rồi ha. Tư mà làm gì tư? Coi hảo rõ kia làm gì tại? Gì vậy? Chè hay gì vậy? Lẩu. Lẩu. Nhà thấy mồi màng nhóc không? Đâu cái giá của bà ở đâu rồi? Giá hả? Có con khỉ cu lôi. Có. Nằm đâu có lạc gì đâu rồi. Này lấy giá mình đi chút xíu. Đó là cái đó là cái nhà cái nhà ơi. Nhà làm hôm nay á, mai bắt đầu nó làm ở đó. Kìa hàng hoa xanh kia nó à. Má quay. Ngủ rồi. Ăn ngủ. Dạ. Hoa xanh đó đó là hai hàng nghiền ngủ nha. Gầm việc dễ gì qua về được. Mười ngàn đi. Sao bỏ 10 ngàn hả? Ông lấy được ngàn tay bỏ thầy. Ông không bỏ uổng mày ơi. Bỏ bậy bả không? Chơi thủ rồi nha. Vậy coi, chứ mình thủ cái vớt vậy coi. Cái gỗ lên nè. Cái gỗ lên. Đóng quá luôn hả? Cái gì? Cái tô này để đâu nữa? Để chỗ bàn. Chỗ bàn có cơm, có cơm không? Xúc cơm ra. Bạn tô hả? Ừ, bỏ tài vô chân nước chứ. Rồi. Xúc cơm đồ ra. Xúc cơm không? Rải tôi nấu cơm rồi mời tôi cái bọc cơm ra. Cơm nóng nè. Hai bình gì bình ga lấy gì? Rồi bình ga tôi để rồi. Con cái bà rồi đó. Ừ. Cơm cuốn chứ. Hai chỗ rồi. Sao nó hồi hai chỗ? Sao nó khơi mùi bò quá ta? Nói cái gì bò hả? Nó ấy hai bò thiếu cái này đó nữa. Đậu mà cũng có đâu sao đâu. Cúng được cúng rồi chị. Việc nãy mày đổi mình ra đây chưa, tao đưa tiền mày phải không? Chưa gì ta á mình á để đi hồi mày về tính. Ừ. Nhớ ai phần nào ai nhớ nấy thì tính đó. Ừ, em cái đầu nó thông minh lắm anh. Cái đầu như là mấy vậy.
Rồi anh mặc áo đồ vô mà giấy cúng này trời. Con nghe rồi. Đó giờ có cúng tay đâu giấy. Tao còn không biết giấy nữa kìa. Viết cầm viết. Viết giấy luôn, từ đó giờ có cúng tay. Ở đây không anh. Nghe cầm cho chùm đi. Nói cho nó hay. Biết. Đi cái giọng này luôn. Quay đầu con. Kêu có chạy thẳng xuống luôn. Bảy mua cái cò dao gọn gọn ra, ông có cấp điện sửa nhà, ông muốn thay bóng gì thay. Ừ, thì mua rồi dao mua thêm cái miếng nhựa nữa.
Tại vì bắt tụi tôm nó phải có miếng nhựa bởi vậy nó. Dính dính ra đường nghe nó nhắc vậy xem nha. Ờ bảo vệ trong tụi tôm không? Ừ bảo vệ mình á. Tại vì tôm nó không mà. Đâu nghe nè, còn cái chiều. Chiều. Nó lòng nè. Vui á, vui á. Vui lắm á, em nó lên xe là đi chạy cười ngày ai á. Với con á. Ấm thôi. Dạ. Làm gì khám con này, làm gì? Không. Không hả? Anh Hai đâu rồi? Cái gì nó được chưa tát chứ anh chị? Đứng người quay hả? Ừ, nó tai quá à. Thơ ở Bình Dương ra hả? Không lo chứ thì. Ủa bà Hạnh nhà ở đây á Hạnh? Cái nào? Hạnh... Ui mà nó cũng lớn hơn em tuổi á. Dạ, này được con nào? Dạ, ta người không đợi người nghèo chứ ta không đợi mình bước vô cái sao mình vô lắm bà xin vô tổng chưa vô tổng mà đâu có biết gì đâu ha mà đi vô đi đi từ đi cho mấy bà nghèo mẹ tao đi từ hiểm chứ tao còn bạn nữa thôi. Hai đâu rồi? Tắt đi chút xíu đi rồi cái đầu đông đông quay đợi độ 15 phút một cái. À, giờ cũng lật máy hả? Cái gì? À, cúng như vậy. Vậy là cúng rồi xong rồi nha. Đây nhà cũng lợp xong rồi đó. Hả? Quá bự, cho cái nhỏ. Qua phần. Bắn vô trong mười. Ngon chưa? Ê, cửa cánh cửa nhà. Nhà cũng chi phí cũng 2 mét liệu á. Hai chồng qua riêng 10 được cái nhà này cũng được rồi. Rồi cửa sổ nha. Ừ. Hello chị lợp cũng xong rồi nha. Từ sáng giờ lợp xong rồi. Làm dư sơ bữa ngày mai nó mới rồi. Ngày mai nữa ấy mai hai người à mai làm có một chưa được buổi rồi đi nhiều giờ được con xuống lên bà mời bây giờ xong rồi giờ đây khách chuyến nhà không nha mấy anh em trong gia đình không à giờ chuẩn bị dập tiệc ngồi cái giống nó lại luôn 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 rồi đó ngồi cái ngồi chịu cái ai ngồi thiệt mình nó ngã cái đầu mình bây giờ xong rồi giờ chuẩn bị gia đình có làm cái tiệc cái nhỏ nha ơi có tiệc đừng làm xong rồi xuống nhậu nhạc à. Sao kìa vô bậy vô rồi đây chúng ta có làm mấy món nha. Rồi đó, kéo này.
Mày làm cái nữa ấy chổi lên với cái phá ra nữa hay không? Vậy làm YouTube. YouTube kiếm tiền. Đây cũng là xong rồi nha cả nhà. Đây là sáng giờ. Tính làm đây cái nữa, cái chỗ nữa mà bà nó thôi hỏi chứ sao giờ. Để theo làm cái chỗ được rồi, mình nó làm nóng lại ha. Để có hỏi trước đó rồi. Mai mai đi còn ấy hàng qua cái vách ở đây khung khung lại á. Với hàng đồ chổi đồ khóa đồ đó, cho nó chổi luôn. Tôi cũng ổn rồi. Ôi vậy mình rồi. Ngon không? Đẹp không? Ở đây khu vực này có ai làm nữa không? Ông Hú ha. Đây thằng mát rồi, lỗi không? Đây rồi vô đi. Không nó đi nói. Vậy còn vậy nó thưa đi mà. Thôi clip bên đây cũng kết thúc rồi trời. Đã làm xong rồi thôi giờ mình ra nhậu. Thôi clip mình kết thúc nha. Cả nhà có xem video đừng quên ủng hộ và đăng ký cho kênh nha.